Cây quả nổ hay còn có tên gọi khác là cây nổ, cây sâm tanh tách là một loại cây mọc hoang nhiều ở nước ta. Loại cây này có tác dụng lợi tiểu, thanh nhiệt, giải độc. Và trong dân gian thường sử dụng loại dược liệu này để điều trị cảm sốt, các chứng bệnh về đường tiết niệu như sỏi bàng quang, sỏi thận. Cây sâm tanh tách thuộc họ Ouro là loài thực vật nhỏ có chiều cao trung bình khoảng từ 30 đến 50 cm, có khi cao hơn. Thân cây nhỏ, vuông, có màu lục pha tím đỏ và được phủ lớp lông nhỏ. Lá có hình bầu dục, mọc đối xứng. Rễ mọc thành củ màu vàng nâu và có dạng hình tròn dài. Hoa mọc ở ngọn hoặc ở nách lá, có khoảng 5 cánh màu xanh tím. Quả nang có màu nâu đen khi chín. Quả thường nổ bắn ra hạt đen, dẹt khi tiếp xúc với nước. Chính vì thế mà dân gian ta thường gọi cây sâm tanh tách là cây quả nổ hoặc cây nổ. Tất cả các bộ phận của cây đều có thể sử dụng để làm thuốc. Cây sâm tanh tách là thực vật có nguồn gốc từ các nước châu Mỹ có khí hậu nhiệt đới và hiện nay có mặt ở hầu khắp đất nước ta. Cây được thu hái quanh năm và sau khi thu hái về được dùng tươi hoặc phơi sấy khô. Rễ của cây là bộ phận được dùng nhiều nhất. Trong đông y, rễ cây sâm tanh tách có vị ngọt, cay tính mát. Lá có vị cay hơi đắng tính lạnh và có ít độc. Chính vì thế nếu dùng lá quá liều có thể gây ra buồn nôn. Về tác dụng dược lý, theo nghiên cứu dược lý hiện đại, cây sâm tanh tách, cây quả nổ có tác dụng kháng khuẩn và chống viêm, hỗ trợ điều trị sỏi bàng quang và sỏi thận. Và theo đông y, cây quả nổ có công dụng lợi niệu, giải độc, thanh nhiệt, bồi bổ và giải biểu. Hạt được dùng ngoài để trị vết nứt và mụn nhọt. Rễ tán bột được dùng để làm thuốc bổ trị viêm loét dạ dày tá tràng, sỏi thận, sỏi bàng quang. Ngoài ra, rễ còn được dùng để điều trị bệnh tiểu đường, đau nhức răng, cảm mạo và bệnh huyết áp cao. Sau đây là một số công dụng tác dụng cũng như bài thuốc chữa bệnh từ cây sâm tanh tách, cây quả nổ. Có tác dụng điều trị ho và cảm sốt. Ta chỉ cần lấy lá và rễ của cây quả nổ đem sắc nước để uống có tác dụng giúp điều trị ho, cảm sốt rất tốt. Người bệnh cần lưu ý mỗi ngày chỉ cần uống 2 lần tự động sẽ hết ho và sốt. Cây nổ có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn. Cây nổ có tính kháng viêm, diệt khuẩn rất mạnh và công dụng của loại cây này có tác dụng tốt trong việc chữa bệnh viêm nhiễm đường tiết niệu, viêm lợi, viêm loét dạ dày. Chỉ cần lấy cây nổ khô, sắc nước để uống, các bệnh viêm nhiễm này sẽ nhanh chóng khỏi. Có tác dụng giúp lợi tiểu. Thuốc sắc từ cây sâm tanh tách giúp cung cấp nước và natri cho thận, kích thích và đẩy nhanh quá trình bài tiết. Tác dụng của loại nước này có ích cho những ai bị bí tiểu, tiểu rắt, đi tiểu khó khăn. Và uống nước này giúp người bệnh đi tiểu thường xuyên hơn, ngăn ngừa tình trạng vôi trong nước tiểu động lại thành sỏi thận. Có tác dụng chữa bệnh cao huyết áp. Đối với trường hợp này, ta chỉ cần chuẩn bị 12 hoa tươi, đem rửa sạch, sau đó thêm nước vào và sắc uống hàng ngày. Bệnh sẽ nhanh chóng tan biến. Cây quả nổ có tác dụng chữa chứng viêm lợi gây đau nhức răng. Ta cần chuẩn bị rễ cây quả nổ, đem rửa sạch và sắc lấy nước đặc, sau đó đem ngậm súc miệng và nhổ bỏ đi. Có tác dụng chữa chứng rung chân tay, mệt mỏi, choáng váng và chóng mặt. Ta cần chuẩn bị dây đau xương và rễ cây quả nổ mỗi vị 8g. Hai dược liệu trên đem rửa sạch và sắc thuốc để uống, ngày dùng một thang. Cây quả nổ có tác dụng bồi bổ cơ thể. Do có tác dụng bồi bổ cơ thể nên dân gian thường gọi đây là cây sâm đất, cây sâm tanh tách. Uống thuốc sắc từ cây quả nổ sẽ giúp nâng cao sức đề kháng, tăng cường khả năng miễn dịch. Và sử dụng loại cây này thường xuyên sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, ít mắc các bệnh vặt. Có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường loại 1 và loại 2. Bệnh tiểu đường có thể được điều trị hoặc thuyên giảm đáng kể nếu sử dụng bài thuốc đúng cách và có chế độ ăn uống hợp lý khoa học. Trước tiên, ta cần sử dụng kết hợp cả dược liệu khô và tươi với tỷ lệ là 1:3, 20g cây nổ khô kết hợp với 60g cây nổ tươi. Sau đó đem dược liệu rửa sạch và nấu chung với nước, sử dụng uống thay nước lọc hàng ngày và cố gắng duy trì cho đến khi bệnh tình được cải thiện. Có tác dụng điều trị bệnh sỏi thận.
Các trường hợp bị sỏi thận nhẹ thì có thể sử dụng cây quả nổ và các dược liệu quý khác để mà điều trị. Sỏi có thể tan ra hoặc được thuyên giảm với thời gian sử dụng nhiều hay ít. Đối với trường hợp bị sỏi thận, ta cần chuẩn bị cây nổ, kim tiền thảo mỗi vị 20g, rễ cỏ chanh, quả dứa dại mỗi vị 15g. Tất cả những nguyên liệu trên được rửa sạch và sắc cùng với 1,5 lít nước. Sắc cạn còn khoảng 1 lít thì dừng và chia thành nhiều lần uống trong ngày. Cây nổ có tác dụng điều trị bệnh thận hư, suy thận. Các bạn thân mến, cây quả nổ là giải pháp hữu hiệu với các bệnh liên quan đến thận. Cây quả nổ được xem là khắc tinh của bệnh thận và nhiều bệnh nhân bị suy thận đã được cứu sống nhờ cây thuốc thần kỳ này. Sau đây là bài thuốc điều trị bệnh suy thận rất hiệu quả và được lưu truyền trong dân gian. Ta cần chuẩn bị cây quả nổ, cây quýt gai, cây muối, cây phèn đen hay còn gọi là cây mật, mỗi vị 20g. Tất cả dược liệu đã được phơi khô và đem sắc cùng với 1,5 lít nước. Sắc trong khoảng thời gian từ 30 đến 60 phút. Sắc cạn còn 3 bát thì dừng và chia thành 3 lần uống trong ngày. Người bệnh cần lưu ý uống liên tiếp trong vòng 30 ngày, các dấu hiệu bệnh suy thận sẽ giảm hẳn. Ngoài những tác dụng nêu trên, cây quả nổ, cây sâm tanh tách có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh gai cột sống. Bệnh gai cột sống gây nên rất nhiều những ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống sinh hoạt thường ngày của người bệnh. Nhất là chúng luôn kéo theo những cơn đau khó chịu và khiến cho việc đi lại trở thành một thách thức lớn. Sau đây là bài thuốc điều trị bệnh gai cột sống từ cây quả nổ. Ta cần chuẩn bị 15g cây quả nổ đã được phơi khô, sau đó đem sao vàng hạ thổ và sắc cùng với 1 lít nước. Đun sôi để lửa nhỏ khoảng 30 phút thì tắt bếp và chia thuốc thành 3 phần và uống hết trong ngày. Các bạn thân mến, cây quả nổ, cây sâm tanh tách là vị thuốc nam có rất nhiều công dụng tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Tuy nhiên, loại dược liệu này được cho là có độc tính, mặc dù chúng có thể là bài thuốc hữu hiệu cho nhiều bệnh lý khác nhau. Chính vì vậy, khi sử dụng cây quả nổ, cây sâm tanh tách để điều trị bệnh, ta cần lưu ý một số điều như sau. Phụ nữ mang thai, người có huyết áp và đường huyết thấp nên tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên môn. Trong quá trình sử dụng, nếu có bất cứ thành phần nào gây kích ứng hoặc mẫn cảm với cơ thể thì nên ngưng sử dụng. Tùy theo cơ địa của mỗi người và tình trạng bệnh mà dược liệu phát huy tác dụng nhanh hay chậm. Và khi sử dụng cây trái nổ để điều trị bệnh, cần tham vấn ý kiến của bác sĩ chuyên môn. Trên đây là một số thông tin mang tính chất tham khảo về những công dụng, tác dụng cũng như bài thuốc chữa bệnh từ cây quả nổ, cây sâm tanh tách. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.